Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình Túc đây. Ở video này thì Túc hướng dẫn anh em chiến quả cầu. Anh em sẽ làm nhiệm vụ Arab chatbot. Anh em sẽ để anh em nhận được là 260 cái đồng coma này đến từ dự án combo Meta Arab. Cao này là cao random, chỉ có là 2.000 anh em may mắn sẽ nhận được là 260 cái đồng coma này tương ứng với 5 đô. Thế thì để mà tham gia kèo này thì anh em cần kích vào đường link dưới phần mô tả hoặc trong kênh nhóm Telegram group của mình. Dạ, để anh em chiến. Anh em làm nhiệm vụ. Khi anh em kích vào đường link vào nhiệm vụ chatbot trên Telegram thì hiện ra giao diện lên trên rồi. Sau đó anh em sẽ nhập captcha, giải captcha đại loại như 55 trừ 3 nó bằng bao nhiêu đây thì em kích con view và nhập tab số ra. Thế thì nhập tab số ra thì nó hiện ra cái giao diện như trên này. Đó. Thì anh em sẽ làm tất cả các bước này. Bước đầu tiên thì nó bắt anh em join trên group cũng như là trên new của nó trên anh em click vào thôi và tham gia thôi. Ok. Rồi tiếp sau đó thì join trên new này. Rồi click vào tham gia này. Dạ. Rồi thì tham gia xong thì anh em sẽ là sao? Anh em sẽ follow trên Twitter, like rồi tweet bot lại cái bài đã ghi của nó. Ok dạ. Rồi click vào. Khi anh em vào Twitter thì anh em sẽ theo dõi này và tìm cái bài đã ghi của nó, anh em tweet lại là ok. Rồi sau đó thì anh em tiếp tục là quay sang bot này. Đó, anh em sẽ đăng ký kênh YouTube nhé. Đấy, vì lý do nên là mình không thể kích, anh em cử với kích vào đây và đăng ký thôi. Một lý do thì là mình không thể kích được vào nên là anh em cũng cảm cho mình, anh em kích vào mở lên và anh em sẽ đăng ký cho mình, được chưa? Rồi, khi đăng ký xong thì anh em quay sang mình để hướng dẫn anh em tiếp nhé. Rồi khi đăng ký xong anh em kéo xuống này, em kích phần đôn cho mình này. Rồi kích phần đôn tiếp này. Rồi anh em sẽ nhập cái địa chỉ username Twitter của anh em vào, được chưa? Đấy. Của mình là 83853331. Ok, anh em sẽ gửi đi này. Username Twitter là của ai thì người lấy nhá, đừng anh em lấy chung của mình. Nói chung là nó đánh là spam này anh em nhá. Step sau đó thì em gửi đi thì nó hiện ra, anh em sẽ quay sang YouTube, anh em lấy cái trên lưu link cũng như trên lưu link mà profile link đấy, anh quay sang YouTube cho mình kênh mà anh em đã đăng ký kênh của nó ấy, được chưa? Rồi khi đến kênh YouTube thì em kích vào phần góc phải trên màn hình ba chấm đấy, ở phần chia sẻ, sau đó anh em sẽ sao chép vào cái liên kết này. Ok ạ. Rồi anh em sẽ quay sang em gửi cho nó này, cái phần dán này gửi đi này. Rồi nó hỏi anh em đã follow chưa, anh em cái phần join trên new ấy. Rồi thì anh em thoát ra, em cái phần đôn cho mình nhé, cái phần đôn cho mình nhé anh em nhé. Rồi tiếp sau đó địa chỉ BF20, anh em sẽ quay sang vi chưa được MetaMask, em lấy địa chỉ BLB sẽ mắc trên, bây giờ kích vào BLB. Rồi cái phần nhận này, sau đó anh em sẽ cho địa chỉ ví này. Rồi anh em sẽ quay sang bot này, anh em sẽ dán vào trực tiếp vào cho mình này. Rồi anh em sẽ gửi đi này. Ok, vậy là đã ghi nhận anh em nhận được 260 cái đồng coma này, token này và các thứ của anh em, các địa chỉ ví cũng như là Twitter của anh em nó nằm ở cái phần này, được chưa? Và đây là một cái đường link để anh em đi giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái token cũng như là cái tỷ lệ chiến thắng nha anh em nhé. Ok, vậy video này mình gửi tới anh em nhận 260 cái đồng coma 2.000 năm room. Mình sẽ kết thúc video này đây. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo nhé.